đã đặt ra. Bốn cô nàng Võ Hoàng Yến, Mỹ Duyên, Bích Trâm và Phương Mai đã tìm được những người bạn tuyệt vời. Như đã hứa cùng nhau trong chương trình, Võ Hoàng Yến cùng với Hoài Vũ đã đến lớp học DJ. Tại đây, Hoàng Yến đã chủ tài DJ cực kỳ xuất sắc. Bạn danh kia, anh chàng MC hoạt náo Hoài Vũ thì quấy động không khí cực hăng say phải không nào? Điểm 10 cho đôi bạn nhá. Put your hands up. Riêng Mỹ Duyên và Thanh Sang, cả hai cùng nhau chơi bowling tại một trung tâm thương mại. Cô bạn Mỹ Duyên rất tận tình hướng dẫn cho Thanh Sang. Nhìn đôi bạn hợp nhau quá đi, thả tim ngay thôi. Còn Bích Trâm và Hoàng Châu, cặp đôi đã có một buổi chơi trò chơi thực tế ảo. Đều là lần đầu tiên trải nghiệm nên cả hai rất hào hứng. Nhìn thôi cũng đủ biết buổi chơi vui vẻ thế nào rồi. Chưa kể, Bích Trâm còn tặng cho anh chàng một chiếc túi đi vườn cực chất luôn. Và đây là hình ảnh của Phương Mai và Đăng Khoa. Cả hai đã có một buổi tập bóng rổ cùng nhau. Ngày đúng giờ trường nên Khoa cứ thế mà thể hiện tài năng nhá. Còn đây là món quà Phương Mai gửi tặng Khoa. Đậm phong cách của cô nàng nuôi 7 con mèo rồi đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ gặp những khách mời thú vị nào đây? Hãy cùng đón xem nhé! Các bạn đang đến với Hẹn Ngày Đi! Chương trình kết nối cùng thần tượng nổi tiếng thế giới đã về đến Việt Nam. Chỉ với 45 giây, bạn sẽ thể hiện bản thân của mình. 45 giây này bạn có thể thể hiện tất cả những tài năng, những khả năng, sự tự tin của mình. Bằng mọi cách, mình phải để cho khách mời quay ghế lại chọn mình. 45 giây làm lên tất cả. Phần thưởng đặc biệt của chương trình dành cho các bạn đó là một buổi trải nghiệm cùng với thần tượng của mình. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được phát trên VTV3 vào tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ. Không để quý vị khán giả phải chờ lâu, chúng ta nên giới thiệu khách mời đi anh ha. Hôm nay anh nghe đồn mà toàn là trai đẹp không á, 6 múi, body 6 múi chuẩn luôn. Em rất ước ao là ngày hôm nay em sẽ là ứng viên chứ không phải là MC. Đi thẳng về phải vô phòng makeup quá trang lại từ đầu. Ủa là cho làm luôn hả? Nói đùa thế thôi chứ. Sống Sabuka đâu có dễ dàng được. Không có em là không có anh. Trời ơi. Nghe một cái là mát lòng liền. Khách mời đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, anh ấy là một chàng trai có body 6 múi, đẹp mê hồn. Xin giới thiệu Lincoln Phúc Lĩnh. Ở ngoài thì Lincoln rất ít bạn. Chắc chỉ có được 2-3 người bạn thân. Nói chung là thân là những cái người Lincoln có thể chia sẻ được những cái lúc mà buồn hay vui. Khi mà chia sẻ với một người nào đó thì người đó sẽ cũng khá là đặc biệt. Những cái điểm chung của bản thân của Lincoln là sẽ điềm tĩnh, nghĩa là không phải nói nhiều, tinh tế một chút. Và nhân vật tiếp theo, một khách mời rất đặc biệt, đó là ST. Những người bạn của ST thường là những người có cái tính cách rõ ràng và cá tính mạnh mẽ. Khi mà ST ở bên cạnh ai mà người ta cho mình được những cái lời khuyên, mình cảm giác tin tưởng họ sẽ là một người bạn đối với mình sẽ đi đường dài. ST không phải là một người tin người lắm đâu. Nhưng mà khi mà đến với chương trình Hẹn Ngay Đi thì coi như là ST sẽ cho mình một cái cơ hội. Bởi vì lâu quá mình cũng không có tìm hiểu những người bạn mới. Và khách mời tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cũng là một chàng ca sĩ rất đẹp trai, Chí Thiện. Chào. Chào. Lý do đầu tiên mà Thiện đồng ý tham gia chương trình Hẹn Ngay Đi là tại vì Thiện muốn gặp những người yêu mến Thiện ở gọi là một phương diện nó sẽ trực tiếp hơn và có thể hiểu được suy nghĩ của các bạn nhiều hơn. Thiện thích nói gì trực tiếp và nhìn thẳng vào mắt nhau, cái thế mạnh của mình hơn.
ai da hơi bị nhiều, cũng đẹp trai, cũng dễ thương, cũng dễ nói chuyện, cũng a à, Thiện nghĩ Thiện sẽ hiểu ý của bạn đó, Thiện sẽ nghe bạn đó nói nhiều hơn hơn là mình nói. Thiện nghĩ là tất cả các bạn nữ đều muốn một người lắng nghe hơn là một người nói để nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với khách mời tiếp theo. Một diễn viên, một người mẫu, một người rất nam tính, đẹp trai, Thành Hiếu Nguyễn. Nếu mà một người mới gặp Hiếu Nguyễn mà làm cho Hiếu Nguyễn ấn tượng ngay ấy, thì Hiếu nghĩ một là có thể là ngoại hình rất là xinh đẹp. Cái thứ hai là họ có thể là một người nói chuyện rất là thông minh, hoặc là có điều gì đó khác biệt với những bạn còn lại. Bản thân của Hiếu ấy thì không có gì hết, nhưng mà Hiếu tin là một cái người mà Hiếu đã chọn lựa thì Hiếu có thời gian dành cho họ. Mình là bốn chàng trai đẹp bên cạnh được. em giỡn á đúng không? Em đừng nói gì nữa, lâu lâu mình nhìn được. Em đừng phản biện nữa, bây giờ không còn thời gian cho em phản biện. Đây là thời gian của chương trình giải lao cho mình phút. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Hẹn ngay đi. Chúng ta cùng đến với vòng đầu tiên. Trong vòng này, những khách mời sẽ cùng xoay lưng về phía sân khấu. Các ứng viên sẽ lần lượt bước ra, mỗi người sẽ có 45 giây để thuyết phục những khách mời xoay ghế lại chọn mình. Nếu có từ 2 khách mời chọn một ứng viên, thì ứng viên sẽ là người quyết định chọn về đội của ai. Mỗi khách mời sẽ chọn về đội của mình 3 ứng viên. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của chương trình. Bốn anh à, đẹp trai lắm, nhưng mà đừng nhìn em nữa, quay mặt lại đi. Đuổi luôn. Nhìn chưa có đã mà. Nhiều chuyện nè. Trình đi. Oh my god. Đây là phía bạch. Chào anh. Rất là hấp dẫn. Và bạn hãy tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Huỳnh Thanh Phong. Em đang là sinh viên năm 6 của trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nãy thì khi mà anh Hiếu Nguyễn quay lại thì em thấy phản ứng của anh Hiếu Nguyễn là sao cái kêu anh Thiện quay lại đi quay đi không hối hận đâu, quay đi ai mà thường nói vậy á, tôi kệ, tôi để tôi hối hận chơi. em có thể về đội của anh bởi vì anh cần cái sự khác biệt. Em phải hiểu ra là anh rất là tôn trọng cái phần biểu diễn của em, bởi vì anh nghe nhạc là anh biết là chắc chắn là bạn này sẽ diễn dance hoặc là nhảy hoặc là khiêu vũ gì đó, thì khi mà SC quay lại anh ủng hộ em nhiệt tình luôn. Em thì thuộc dạng càng khó thì em càng theo. Bây giờ em chọn về đội của anh ST ạ. ST. Ủa, tiếc hả? Tiếc mà. Và trước khi tiếp đón điều tuyệt vời thứ hai, xin mời bốn vị khách mời chúng ta xoay ghế lại. Tonight we get high.
xin chào tất cả mọi người, chào bố anh ca sĩ đẹp trai. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Trang. Năm nay em 24 tuổi và em đang là ca sĩ tự do. Em đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Chào em. ST là một người, các bạn có thể biết rằng là ST trong con đường nghệ thuật của ST là ST là một người theo dòng nhạc sôi động. Và khi mà bạn chọn cái dòng nhạc này thì ST cảm thấy là rất là phù hợp với mình. Cái mà anh nói duy nhất là có cảm giác á, hiểu không? Tức là cảm giác cái người đó nó sẽ xuất hiện. Thì anh là người nhấn đầu tiên, anh chỉ nhắc cho em nhớ vậy thôi. Bây giờ chúng ta đã có 3 sự lựa chọn thì không biết là bạn sẽ quyết định về đội của khách mời nào ngày hôm nay? ST ạ. ST. Em tên là Võ Phương Ngọc Nga, năm nay em 23 tuổi. Một trong những sở thích đặc biệt của em là sưu tầm và ngắm nhìn những lá bài. Và lá bài em yêu thích nhất chính là lá Adbit. Adbit được xem là quân bài mạnh nhất trong bộ 52 lá bài. Nó được xem là biểu tượng của quyền lực, sự chiến thắng và may mắn. Bên cạnh đó, nó cũng mang đến cho người ta cảm giác về một điều gì đó rất ma mị và huyền bí. Adbit đại diện cho sức mạnh tối cao đầy quyền lực, nhưng sâu thẳm là sự cô đơn, lạc lõng trong chính sức mạnh ấy. Lý giải vì sao em yêu thích lá Adbit? Bởi em nhìn thấy chính mình trong lá bài ấy, lạnh lùng trầm lặng nhưng quyến rũ và sâu sắc. Khi cô đơn và cần có một người bên cạnh mình, sự xuất hiện của em ở đây ngày hôm nay mang một vẻ đẹp huyền bí, ma mị nhưng đủ để chiếm lấy sự thu hút của 4 vị khách mời. Vậy các anh còn chờ gì nữa mà không xoay chiếc ghế lại và chọn em? Cuộc sống này đôi khi không cần phải làm gì cả, chừng đẹp là đủ. Không chỉ đẹp đâu mà bạn còn rất là sâu sắc khi mà thuyết trình về lá Adbit mà bạn yêu thích. Adbit nói với anh nó cực kỳ huyền bí như em nói đó, trên cực kỳ ấn tượng khi mà em có thể nói ra tất cả những cái điều đó. Với lại em nói là có cái vẻ lạnh lùng rồi này nọ, cần một người bên cạnh này nọ. Anh thấy rất là hợp với anh luôn. Em biết không, anh nghe cái câu chuyện của em ấy, thứ nhất là anh biết khuyết điểm của em ở đâu. Bởi vì anh là một người dạy diễn xuất và anh có thể chỉnh sửa cho em được giọng nói này. Thứ hai là về cái cách của em diễn ở trên sân khấu. Cái thứ hai, em là một người phụ nữ rất là quyền lực đúng không? Đằng sau của em là một cái sự rất là cô đơn. Và anh ở đây ấy, anh không hứa được điều gì cả. Nhưng mà anh có thể che chở được em này, anh có thể khiến cho em tự tin hơn. Em nghĩ là em cần một người bạn và cũng cần một người anh có thể chỉ dạy cho em sau này về những thiếu sót mà lúc anh nói với em, thì em nghĩ là em chọn anh Hiếu Nguyễn. Hiếu Nguyễn. Chúng ta hãy chờ xem ứng viên thứ tư này sẽ đem lại điều đặc biệt gì cho tất cả quý vị và các bạn. Xin mời các bạn hãy đến với tiết mục tiếp theo. Em tên là Nguyễn Kim Ngân. Năm nay em vừa tròn 20 tuổi. Wow. Em đã dành 20 năm của thanh xuân của mình cho trái bóng, cho bóng đá. Còn hôm nay em xin phép dành một chút thời gian rời khỏi thế giới đó để đến đây gặp các anh và nói cho các anh biết một điều. Vì sao em nhớ ST thế này? Nói không quay lại nữa. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Wow. Anh Hiếu ơi có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, xin thiện nhớ cho rằng anh nhìn nhìn chim ngự hôn em. Linh con ơi, ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây ta tưởng duyên mình với niềm
ti. Cảm ơn bạn Kim Ngân rất nhiều. Và phần trình diễn rất là dễ thương đúng không nào? Em mê bóng đá, vậy thì cầu thủ bóng đá nào là thần tượng của em? Ronaldo. Cùng thần tượng với mình. Em đến đây là vì lý do là em muốn gặp được cái anh mà gọi là điển trai, nhà giàu mà rất là láo cá ở trong 11 niềm hy vọng. Vậy thì chúng ta đâu cần phải tranh giành. Thôi nín đi, đừng nói gì nữa. Chiêu mời làm cái gì nữa đúng không? Đúng rồi. Em à, hãy tiến thẳng về người đó đi em. Puka, vậy tiết mục tiếp theo có gì đặc biệt em? Tiết mục tiếp theo sẽ liên quan tới một cái ghế. Lại nuốt ghế nữa hả em? Không, lần này bạn sẽ nhai luôn cái ghế. Và bây giờ chúng ta hãy chờ đón xem bạn ấy sẽ làm gì nhé. Xin mời. Và chiêu dụ từ đầu chương trình là em nói tiết mục này là tiết mục nhai ghế để cho các anh tò mò, các anh sẽ bấm quay lại. Và không ngờ ST và anh Phúc Lĩnh đã quay lại trước khi bạn biểu diễn luôn. Chị cảm thấy là wow, nhảy quá là đẹp. Em sao không nào nhảy được như vậy? Bạn có đẹp không? Dạ, rất xinh. Đó. Vậy thì bây giờ mình hãy để bạn giới thiệu về mình nhé. Em tên là Lê Thị Hảo, hiện tại em là sinh viên diễn viên tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ạ. Em nhảy xong em có mệt không em? Anh có cái này cho em nè. Trời ơi, mua chuộc. Anh biết là em sẽ rất là mệt và đây là khăn giấy để cho em lau mồ hôi nha. Ba cái thứ này xài không được em, cái này xài được. Có xài được, bỏ em đi. Em cứ cầm đi. Cái này nè. Người ta nó keo lắm, nó chỉ cho trái tim vậy thôi, anh cho vậy nè. Thì ai cũng nhiệt tình và ai cũng có quà tặng em hết. Vậy thì không biết em sẽ nhận món quà nào? Em xin chọn về đội của trái tim nhỏ. Yeah. Thích trái tim nhỏ. Nhớ rồi. Cái này chất lượng anh chị ạ. Nếu như mà cha không đi trận này, cha sẽ bị bại chức. Nhưng mà nếu cha đi trận này thì sức khỏe của cha. Thôi được rồi, ta nhất định sẽ thay cha lên đường tòng quân. Dạ cảm ơn. Nãy giờ là em đang kể về câu chuyện bà chị xa xôi của em qua Mộc Lan, còn em là qua Mộc luôn. Đó là em cũng theo bà chị em đi vô trong trại lính tòng quân, ở trận rất là nhiều trai đẹp. Đó, em sẽ kể anh đầu tiên mà em gặp mặt. Em chạy bộ, cái em vô tình em dấp té, cái em quơ trúng ảnh. Trời ơi, một chàng trai sáu múi. Em bắt đầu em đu mấy cái múi của ảnh lên. Em hỏi, anh ơi tên gì vậy? Một anh chàng rất là lạnh lùng, Hiếu Nguyễn. Xong ảnh chạy luôn. Anh thứ hai em gặp được là trong cái giờ em học bắn súng. Em đang vô súng lên em ngắm, bỗng nhiên em thấy một anh chàng lai phát. Quý vị biết là ai không ạ? Chính xác, Linh Con Thốt Lệnh. Trời ơi. Anh chàng thứ ba em gặp được đó là trong giờ em học văn nghệ. Bỗng nhiên em đang đi ngang cái lớp đó, em nghe một giọng hát cất lên. Một lần thôi người, một lần thôi đừng anh hỡi. Trời ơi, chưa hát xong mấy chiếc hệ luôn. Sớm 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 mà. Bỗng nhiên từ xa xa có một anh chàng nọ đang đứng tập nhảy bóng 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 bạn bạn. Đó chính là ST. Quý vị ơi, bây giờ bốn cái nụ hoa này em ngắt cái nụ nào đây?
em tên là Hoàng Kim, em tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang là diễn viên tự do. Thật ra lúc đầu á, khi mà anh nghe em cất tiếng nói đầu tiên á, thì anh nghĩ em sẽ diễn chính kịch. Nhưng mà sau bắt đầu em đổi tâm một cái là em bắt đầu em xàm. Mà em xàm rất có duyên và rất dễ thương. Và em cho anh một cái cảm giác rất là nhiều năng lượng á. Và anh thấy cái tiết mục này là cái tiết mục hay nhất từ đầu đến giờ. Rất là dễ thương. Cảm ơn em. Em ra em nói một cái là anh chỉ có thể wow và ngã ngửa ở trên cái ghế thôi. Cảm xúc rất là nó dồn lên. Anh cũng có một cái năng lượng rất là tốt. Mình có thể chia sẻ được cái năng lượng đó nếu mà mình đi chung. Thật ra là SC là người quay lại đầu tiên. Và cái lối mà diễn xuất của em á, nó rất là phù hợp với anh. Anh đang rất là hướng theo cái lối diễn xuất đó. Và kiểu là nhây nhây sàm sàm rồi kiểu mọi thứ như vậy đó. Mình có thể cùng sao cùng nhí với nhau. Nghĩa người mà mong mỏi em nhiều nhất ấy, và đang thích em nhiều nhất có thể là anh ST. Tại vì anh thấy từ đầu đến giờ là anh ấy chưa bao giờ cuồng nhiệt như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của Hoàng Kim. Dạ, thật ra là có một cái nụ hoa là em đã định sẵn ở trong đầu rồi. Định sẵn rồi. Dạ, chưa ra thôi là em về đội anh, em về đội anh. Em sẽ chọn một cái anh chàng đã đeo mắt kiến đó chị. Có hai anh chàng đeo mắt kiến. Có hai anh chàng đeo mắt kiến lận. Hắc công tử hay là Bạch công tử? Thực ra thì... Dạ, em sẽ chọn Hắc công tử. Cảm ơn em. Và cuối cùng thì anh Chí Thiện cũng đã có được một ứng viên sáng giá đầu tiên. Ừ. Hạnh phúc quá. Cái ứng viên số 7 này sẽ thuộc về ai đây? Xin mời các bạn hãy xuống về sân khấu. Cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Đúng không? Chào bạn. Bạn hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hoàng Tố Linh. Em là quản lý gym của quản lý của phòng trung tâm No One Muay Thai. Trung tâm Muay Thai. Muay Thai hả? Muay Thai đúng không? Dạ đúng rồi ạ. ST, bạn nói bạn thích những bạn mà nhảy rồi kiểu mà dance này nọ mà sao là ST bài này hay quá mà ST không quay lại. Từ sau cái bạn mà bạn nữ mà bạn nhảy xong rồi bạn chọn Lincoln á là ST kiểu cảm giác thất vọng tràn trề luôn á. Là cho nên là bây giờ là ST chỉ nên đợi một cái gọi là một cái tài năng khác để mà ST quay lại thôi. Anh ấy là chỉ còn có một sự lựa chọn thôi. Đâm là anh phải để 1-2 vòng nữa anh mới có thể bấm được một lần. Anh gan quá, anh bấm chắc gì người ta chọn anh. Nhưng mà em ơi, anh rất là tiếc bấm khi mà... Bấm chưa chắc người ta chọn nè. Ở đó anh nói anh không bấm để đợi chọn. Mơ đi, ở chương trình này là các bạn chọn chúng ta. Chính xác. Dạ vâng, em xin về đội của anh Chí Thiện. Chí Thiện. Và ứng viên tiếp theo, không biết sẽ đem lại sự đặc biệt gì cho tất cả quý vị và các bạn đây. Hãy chờ xem. Xin mời. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Phạm Hoa Tiên Trúc. Hiện tại mình đang là giáo viên ngành sư phạm giáo dục đặc biệt tại một cơ sở chăm sóc nuôi dạy trẻ khuyết tật. Bạn vẫn chưa biết trẻ khuyết tật là như thế nào đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy lắng nghe một bài thơ của do chính mình sáng tác. Làm sao ai hiểu được trẻ đặc biệt là chi? Chỉ có cô hiểu được trẻ đặc biệt là gì. Các em ấy vẫn mơ những tháng ngày hạnh phúc, những cuộc sống bình thường, được mọi người chăm sóc. Khiếm thính không thể nghe, đôi tai là đôi mắt. Đôi mắt sẽ dẫn đường, thấy bao điều tươi đẹp. Khiếm thị không thể nhìn,
đôi mắt là đôi tai, tai giúp em lắng nghe biết bao điều thú vị. Chậm phát triển trí tuệ, em liệu có buồn không? Đôi mắt em vô hồn, lặng lẽ nhìn cuộc sống. Cô sẽ là đôi mắt, cô sẽ là đôi tai, cô sẽ là mặt trời soi đường em bước tiếp. Xin dành trọn thương yêu, xin dành trọn trái tim cho em tìm cuộc sống. Xin hết ạ. Chào bạn. Bạn Phạm Hoa Tiên Trúc, cái tên của bạn cũng đẹp giống như là cái công việc của bạn đang làm vậy đó. Và hầu như là khi mà nghe đến bạn giới thiệu, bạn là một cô giáo dạy các trẻ khuyết tật, thì bốn người đều quay lại một lượt. Và không biết cảm nghĩ của anh Chí Thiện lúc này là như thế nào? Khi mà Thiện nghe là bạn là giáo viên của trường dành cho các trẻ em khuyết tật á, thì cái điều đầu tiên là Thiện muốn nhìn thấy và muốn cảm ơn cái người mà có một sự kiên nhẫn. Tại vì Thiện gặp tất cả các bạn nhỏ rất là nhiều rồi. Các bạn nhỏ có những khiếm khuyết khác nhau, nhưng có một đặc điểm chung á, là tất cả những cái người chăm sóc các bạn nhỏ đó đều rất thương các bạn ấy. Và ngày hôm nay, đúng với những gì mà Thiện nghĩ và Thiện đã từng gặp, bạn đúng là cái người mà chăm sóc các bạn nhỏ rất nhẹ nhàng, từ tốn và rất kiên nhẫn. Ơi, thơ của bạn cũng rất hay. Dạ, cảm ơn ạ. Thế thì Thúc Lĩnh, bạn cho mình biết coi mình làm có đúng không nha. Nếu mà như vậy là có nghĩa là cảm ơn. Dạ đúng rồi, cảm ơn ạ. Dạ chính xác. Ngoài cái việc đó ra thì không nói gì hết, cảm ơn đã bạn. Bạn đã làm cái nghề này và đã chăm sóc được như bạn. Mọi người cũng đã nói lời cảm ơn với em rồi. Và anh ấy thì anh lại cảm nhận đó là cái thông điệp của em gửi đi. Chúng ta ai cũng muốn là mình phải sống tốt. Thì sống tốt sẽ là sống thế nào đây? Chăm sóc một đứa trẻ bình thường đó là khó khăn rồi, để cho nó trưởng thành và có kiến thức. Còn em thì làm một cái điều đặc biệt hơn. Và đó là lý do tại sao anh quay lại. Em chọn bất cứ ai trong bốn người này thì bản thân của anh cũng sẽ có mặt và đồng hành cùng em. Thật ra thì không phải là tại vì SC SC nghe cái công việc của bạn mà SC quay lại đâu, mà bởi vì SC cảm thấy là chắc chắn là bạn là một cô gái có một cái tâm hồn rất là đẹp. Bởi vì cái công việc của hiện tại của bạn làm á, và cái giọng nói của bạn, tất cả mọi thứ làm cho SC cảm giác rằng là đây là một người mà SC rất là muốn kết bạn. Em xin được cảm ơn cả bốn khách mời, bởi vì các anh đã có một tình cảm rất là tốt đối với trẻ khuyết tật. Và em xin được chọn một đàn anh đã từng đến trường cấp 3 của em ngày hôm đó. Không biết là anh ấy còn nhớ mình không, nhưng mình thì rất chắc là nhớ anh ấy. Dạ chính xác, đúng là anh Chí Thiện. Chí Thiện. Trước khi đến với ứng viên tiếp theo, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng bốn khách mời hướng về màn hình để đến thời gian quảng cáo. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Hẹn Ngay Đi. Và để đến với tiết mục tiếp theo thì xin mời ba anh còn lại xoay ghế lại. Mưa trôi cả bầu trời nắng trừ từ những nỗi buồn. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng mới anh. Với lại Nicole á, hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu. Giờ em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào rồi? Đến vô tận chắc sâu từ sự tàn nhẫn, anh chốt vô tình thương em như là em gây thôi, em gây thôi, em gây thôi. Chào em gái mưa. Bây giờ chúng ta hãy nghe bạn giới thiệu về mình. Em tên là Bùi Thị Thanh Loan, năm nay 18 cộng. Và hôm nay 18 mấy em? Cộng chấm 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 chấm. À, cộng chấm chấm. Em ơi, con gái mình chỉ cần nói cộng thôi được rồi, người ta muốn cộng bao nhiêu kệ dạ, người ta. Dạ đúng rồi. Em nghề nghiệp hiện tại là em đang phụ trách khán giả của chương trình này á, nhưng mà thấy chương trình hay quá, nay em bỏ luôn, em đi thi.
Hèn chi. Người nhà đang ở dưới người đúng nhà không? Dạ đây là 500 anh em của em. Và bây giờ không chần chờ nữa, em hãy về với Lincoln Thúc Lĩnh. Ba phụ cầm quà ngàn điều xóa về một ngày. Đi thăm quà họ để nói ngay. Ba năm để tao cố gắng thúc cơ. Hồi sẽ buồn bay và ba phục là thời gian để tao nói ra nỗi nỗi lòng này. Yêu hay là thích hay chỉ là sự ấn tượng, tao không cần phải giải thích vì trong lòng tao vẫn vương. Một nụ cười, một ánh mắt của mi làm tiếng tao như chân thương. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của mi tao xem nó rất thân thương. Vì rằng tao thích mi tao không biết nói thế nào. Tình cảm nó để nhẹ nhàng, tao không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời tao hỡi biết thế nào là thích một người. Nó thích hiện tất cả mọi thứ, từ ánh mắt đến nụ cười. Là đêm nằm mơ về mi, mở mắt ra cũng chỉ thấy mi. Là cảm giác được thời không thôi, là lo lắng khi mi giận rồi. Là những cảm giác lần đầu có mà mi là người đã mang đến nó. Nhưng tao không có gì để mi hết tao. Tao không có bờ vai rộng để mi dựa vào những lúc chơi với. Tao không có sức khỏe tốt để cùng mi đi chơi. Tao không có nhiều tiền để dối cho mi những món quà mới. Nhưng tao có tình cảm chân thành không lúc nào nghỉ ngơi. Chào bạn. Wow, một bài rap rất là hay. Vậy thì bây giờ bạn hãy giới thiệu về mình. Bạn có phải là người Huế không? Dạ, em chào bốn anh đẹp trai ạ. À, em xin tự giới thiệu, em là Anh Mỹ ạ. Thì em sinh ra và lớn lên ở Huế ạ. Và hiện đang làm kinh doanh bất động sản ở trong này ạ. Khi mà anh nhìn thấy em, tại sao mà anh bấm quay lại ấy? Bởi vì anh cảm thấy rất là tò mò. Và khi anh quay lại thì anh thấy em thực sự có một cái tạo hình rất là khác biệt. Và cái cách của em chọn cái bài hát nó cũng rất là đặc biệt. Em hãy về với anh. Tại lúc mà SC nghe bạn này rap á, thì SC không nghĩ là bạn này sẽ có một cái ngoại hình như vậy. Và nhưng mà khi mà anh quay qua thì SC cảm thấy rất là bất ngờ. Cạn lời, chỉ muốn nói là thích hay tao không? Tao thích mi. À, hồi nãy thì bạn chưa kịp rap, nhưng mà chỉ cần thấy mặt của anh Thiện là là mình phải bấm để xây qua. Và khi xây qua thì nghe cái bản rap, mà thật ra là chỉ thấy nó hay chứ không hiểu gì hết. Tại vì tiếng Huế mình lại không hiểu. Chỉ cần hiểu như vậy thôi. Hồi nãy bạn rap tao thích mi, thì bây giờ mi có thích tao không? Mi cũng thích tao rồi đó. Không biết là bạn sẽ về đội của khách mời nào? MC ạ. À? À? À, muốn về đội của Trịnh Thăng Bình. Xong rồi. Em làm cho ba người dưới này tổn thương luôn. Cuộc sống này đôi khi chúng ta cứ tử tế, sống tốt, tự động những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Anh rất cảm ơn tình cảm của em. Dạ anh ơi, em cũng nói đùa thôi ạ. Dễ thương. Đó, Bình mình ơi, cứ sống tốt em đi. Em xem lại cách sống của mình nha Bình. Hãy cứ sống tốt nha anh. Và bây giờ hãy đưa ra quyết định của mình. Dạ em xin phép được về đội của anh ST ạ. ST. Chỉ còn hai ứng viên nữa thôi. Và hai ứng viên rất đặc biệt này sẽ về đội Lincoln hay là đội của anh Hiếu Nguyễn. Chúng ta hãy chờ xem. Thùy Mỹ duyên dáng, và bây giờ em hãy tự giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mỹ Hương và em đến từ Hà Nội ạ. Thế thì Thúc Lĩnh, em làm nghe cái melody á là em đã thích rồi, tại vì khi mà em về Việt Nam á em muốn tìm hiểu về cái văn hóa. À, em nghe được cái đó là em thấy nó mê mẩn vô rồi. Sau đó cái bạn đó cất tiếng lên nữa thì em chỉ và chỉ thấy là tại sao hát ngắn quá thôi.
Không sao đâu, nếu mà Thúc Lĩnh cố gắng lôi kéo bạn về được đội của mình á thì nhiều khi là chúng ta sẽ có nhiều thời gian sau đó để mà cùng hát cho nhau nghe nhiều hơn. Còn anh Hiếu Nguyễn. Em ơi, cho anh hỏi, nhà em có bán mía không? Mà tại sao em hát ngọt thế? Nhà em bán rượu. À, bán rượu, bà sao anh cũng say luôn. Chỉ hai câu hỏi mà anh hỏi em thôi. Là em đủ hiểu là cái tình cảm anh dành cho em và tiết mục của em nhiều đến mức nào? Với hai sự lựa chọn của hai khách mời còn lại thì có đúng như cái mục đích ban đầu bạn đến với chương trình này hay không? Dạ đúng ạ. Đúng, vậy thì quá may mắn. Và còn chờ gì nữa, hãy chọn cho mình một khách mời để chúng ta về đội của họ. Tiến thẳng về phía ngã ấy luôn đi. Mời em. Trời quá. Anh Hiếu Nguyễn cũng đã đủ 3 thành viên. Và bây giờ anh Hiếu Nguyễn có thể đường đường chính chính ngồi đây thưởng thức tiết mục cuối cùng. Còn Thúc Lĩnh hãy tạo sự bất ngờ cho mình bằng cách xoay ghế lại. Let me take you where you never go. Have a little fun. Ông về Miss Montoso Nguyễn Ngọc Chiếm Hy. Năm nay 24 tuổi. Cô cao 1m72, nặng 52kg, số đo 3 vòng, 85, 56 và 95. Ước mơ cô được du lịch khắp nơi bằng mô tô. Xin chào bạn. Em chào anh ạ. Chào bạn. Chào cả nhà mình ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Diễm My. Cho Thanh Bình hỏi là công việc hiện tại của bạn My là công việc nào ạ? Dạ, hiện tại em làm người mẫu. À, làm người mẫu. Em học biên dịch tiếng Anh. Nhưng mà em thích mô tô, em thích đi phượt, thích chụp ảnh và thích bàn về ẩm thực. Đợi chờ tới bây giờ thì không phải sai lầm. Đã hợp nhau đến như vậy rồi, có duyên đến như vậy rồi thì còn chần chờ gì nữa. Hãy về với đội Liên Côn Thúc Lĩnh. Phần trình diễn của 12 ứng viên, mỗi khách mời của chúng ta đã có trong tay 3 ứng viên sáng giá. Vậy thì để đến với vòng 2 thì xin mời các bạn hãy nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Hẹn Ngay Đi. Kết thúc vòng đầu tiên, bốn khách mời đã tìm được cho mình những người bạn mới và không ai giống ai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, đòi hỏi sự nhanh nhạy, dí dỏm và có khi lầy lội trong cách ứng xử của các thí sinh. Cái bộ phim mà em thích nhất gần đây là bộ phim gì? Chiến dịch chống ế của anh Hiếu Nguyễn luôn. Vậy tại sao hồi nãy em không chọn anh Hiếu Nguyễn? Tại vì em thích anh hơn anh Hiếu Nguyễn. Sau khi trò chuyện, mỗi đội sẽ loại một ứng viên mà người nổi tiếng thấy không phù hợp. Khi nhìn lại 12 ứng viên đứng trên sân khấu thì chúng ta sẽ thấy mỗi bạn đều có một cá tính riêng, một màu sắc riêng. Và bây giờ để bước vào chương trình hỏi nhanh đáp nhanh thì xin mời 4 chiếc ghế xoay lại. Em có thể cho anh hỏi là em có nhiều bạn bè không? Dạ nhiều ạ. Em chọn bạn của em trên tiêu chí gì? Dạ bạn của em thì vui, chơi, hợp. Cái người nào sẽ làm cho em ấn tượng nhất và cái gì làm cho em ấn tượng trên một cái bạn đó trong một nhóm? Đối với em thì ấn tượng cho em chắc là những người đứa nào mà nó không được bình thường anh, nó hơi lầy, hơi nhây thì ấn tượng với em. Dạ. Hello, nếu mà được sờ một phận trên người của anh Hiếu Nguyễn thì em sẽ sờ bộ phận nào? Lỗ mũi của anh Hiếu Nguyễn. Cái bộ phim mà em thích nhất gần đây là bộ phim gì? Chiến dịch chống ế của anh Hiếu Nguyễn luôn. Vậy tại sao hồi nãy em không chọn anh Hiếu Nguyễn? Tại vì em thích anh hơn anh Hiếu Nguyễn. Em thích ăn gì nhất? Em thích ăn thịt gà, gà chiên, đồ chiên thì em sẽ ăn. Bình thường sở thích của em là gì? Dạ đi ngủ. Rồi hạnh phúc của em là gì? Dạ là được ngủ ngon giấc. Là em vừa thích ăn gà và thích được ngủ ngon giấc. Dạ tận hưởng cuộc sống mà. Vậy cái giờ nào em làm việc hả em?
Anh không biết là bây giờ em đang quan tâm điều gì nhất và em muốn nói gì nhất? Em quan tâm là hy vọng buổi gặp mặt hôm nay giữa em và anh sẽ có những điều vui vẻ. Nếu mà khi chúng ta gặp nhau ấy, thì cái điều gì sẽ khiến em quan tâm nhất từ anh? Em quan trọng là sự cảm nhận của người đó về mình. Em hy vọng là em sẽ có sự ảnh hưởng tốt từ em với anh. Và em nghĩ rằng em có cần học hỏi thêm không? Dạ có, rất nhiều ạ. Bởi vì anh là người dạy cho em mà. Anh đã hứa. Thường em thích làm gì? Thích xem những cái gì mà có anh ở đó. Ok. Vậy khi một mình, khi em buồn thì em sẽ làm gì? Dạ khi mà em buồn thì em sẽ lướt Facebook. Em sẽ lên trang cá nhân để xem những hoạt động của anh. Em có thích học nhảy không? Dạ có. Em có nghĩ rằng mình nhảy đẹp không? Dạ có. Cái điều gì mà em cảm thấy tự tin nhất ở bản thân mình? Thân hình anh. Em có bao giờ bỏ cuộc bất cứ chuyện gì không? Dạ có, em không có động lực để giảm cân. Em thích ăn gì nhất? Dạ em thích ăn lẩu anh. Trời đất ơi, món đó anh cũng thích. Có ai từng khen cặp mắt anh Thiện đẹp chưa? Chết. Cặp mắt anh em thấy được đáng 9 điểm. Còn 1 điểm còn lại gì chưa có em trong đó. Em biết rằng đây là có 4 người con trai. Và em cảm thấy tại sao anh lại phù hợp với em? Tại vì em đã nói hồi nãy rồi, em mê anh trong 11 niềm hy vọng. Và em đến đây để nhìn anh thôi. Thế em nghĩ là sau chương trình này đi chơi cùng với nhau là anh sẽ đưa em đi đá banh hay là như nào? Đá banh. Anh cần hỏi em thích con trai kiểu gì? Dạ em thích một người tự lập, có sự nghiệp. Và quan trọng là coi gia đình là số 1. Theo em cái tình yêu sẽ bắt đầu từ đâu? Tình yêu bắt đầu thứ nhất ánh mắt, thứ hai nụ cười, thứ ba bắt đầu là tài năng. Bình thường rảnh em sẽ làm gì? Em rảnh em sẽ nghe nhạc, xem phim. Tại sao em lại chọn nghề kinh doanh bất động sản? Em thích giúp những người có nhu cầu mua nhà hay là mua đất đai gì, em sẽ hỗ trợ người ta. Vậy nếu như em không làm cái nghề đó em sẽ chọn nghề này gì? Em thích diễn viên. Tương lai bạn có nghĩ là mình sẽ tiếp tục làm công việc này không? Dạ có ạ, tại vì mình yêu thích. Mình yêu thích từ lúc đầu khi mình làm á, mình có cảm thấy cực không? Lúc đầu cũng cảm thấy rất là vất vả, nhưng mà vì các con mình cảm thấy nó cái niềm vui rất là hạnh phúc. Điều gì ở các con mà lại Trúc cảm thấy hạnh phúc? Với những mọi người á, học một bài thì nó tiến bộ rất là nhanh, nhưng mà có con mỗi ngày chỉ tiến được có một tí thôi. Và mình khi mình nhìn thấy một tí phát triển đó của các con thì cảm thấy là vui. Em là một cô gái rất là nhẹ nhàng và anh đã say em rồi. Có cảm thấy tự tin vào cái khả năng mình đang có không? Em khá là tự tin. Nếu mà em gặp anh thì theo em ấy thì anh có thể mang lại được điều gì cho em? Anh sẽ mang lại cho em sự vui vẻ, cái gì đó hơn nữa. Không chờ anh hơn thế nữa đúng không? Cái chương trình ngày hôm nay em đã thể hiện hết được cái tài năng của mình chưa? Dạ do là hôm nay là do em gặp anh á, nên là em chưa thể hiện hết. Qua những câu hỏi nhanh đáp nhanh vừa rồi, với những câu trả lời của các bạn thì 4 vị khách mời của chúng tôi sẽ tìm ra được người hợp ý với mình nhất để đi tiếp vào vòng trong của chương trình. Xin mời sự trở lại của 3 ứng viên đội bạn Thúc Lĩnh. Anh rất là xin lỗi nhưng mà chắc sẽ phải say bye bye với bạn My. Tại vì có thể là hai bạn kia nó sẽ có hợp những cái tính cách về vài cái nhiều hơn. Vậy thì xin chúc mừng hai bạn. Hai bạn đã cùng Thúc Lĩnh bước tiếp vào vòng 3 của chương trình. Xin mời hai bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần chọn lựa của đội ST. Xin mời. Tôi không muốn cái giây phút mình đến một chút nào cả. Rất là khó lựa chọn luôn á mọi người. Bây giờ ST sẽ không chọn hai bạn, mà ST sẽ chọn loại một người. ST sẽ đến và ôm người đó. Sự chọn lựa của ST đó là vậy thì chúc mừng hai bạn còn lại đã có cơ hội cùng ST bước vào vòng 3 của chương trình. Cảm ơn ST và cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Và bây giờ không để đội của Chí Thiện phải chờ lâu, chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn. Xin mời các bạn. Quyết định luôn. Đầu tiên thì Thiện giữ lại bạn Tiên Trúc. Với bạn Tiên Trúc thì bạn có một ước mơ rất là đẹp. Hai bạn còn lại thì suy nghĩ của bạn Tố Linh thì không có cùng với Thiện cho lắm, cho nên Thiện quyết định chọn bạn Hoàng Kim. Vậy thì chúc mừng Tiên Trúc và Hoàng Kim đã cùng anh Chí Thiện bước vào vòng trong của chương trình.
bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chọn lựa của đội anh Hiếu Nguyễn. Với Hiếu thì qua mấy câu hỏi thì Hiếu thấy có một người là đang cần mình nhất và có thể phù hợp với Hiếu nhất, thì người đó Hiếu sẽ giữ lại đầu tiên, thì đó là bạn Ngọc Nga. Hiếu sẽ giữ lại bạn đó đầu tiên. Còn bạn thứ hai, qua cái mấy câu hỏi thì Hiếu thấy là bạn ấy cần Hiếu, đó là khi mà mình đi với nhau đó là cho bạn ấy giải trí bằng đá banh là được rồi. Em muốn điều đó, anh có thể đáp ứng cho em điều đó. Đó là sau chương trình Hiếu chắc là phải chia tay Kim Ngân. Chúc mừng bạn Nga và bạn Hương đã cùng anh Hiếu bước vào vòng 3 của chương trình. Xin mời hai bạn. Bước vào vòng 3 chúng ta cũng phải chia tay với một bạn nữa, và chúng ta chỉ có quyền giữ lại một bạn để cùng chúng ta có một buổi trải nghiệm thôi. Trước khi bước vào vòng 3, chúng ta hãy đến với ít phút quảng cáo. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với vòng 3 chương trình Hẹn Ngay Đi. Các bạn đang đến với vòng 3 của Hẹn Ngay Đi. Trong vòng 3, mỗi đội sẽ có những thử thách khác nhau dựa trên những tiêu chí lựa chọn để bạn đồng hành của các khách mời. Đó có thể là những gói câu hỏi cùng nhau trả lời, hoặc là những trò chơi mà ở đó sự cảm nhận tính cách, cảm xúc, sự đồng điệu được thể hiện rõ nhất. Vũ điệu hoang dã ha. Sau 3 vòng, các khách mời sẽ đưa ra quyết định ứng viên họ muốn cùng đồng hành là ai. Và đến với phần trò chơi của đội anh Phúc Lĩnh thì đơn giản lắm. Anh chỉ cần diễn tả lại cái mẫu người con gái mà anh thích để cho hai bạn phát họa lại. Và khi mà nhìn được cái bản phát họa đó thì anh sẽ đưa ra cảm nhận của mình. 2 phút bắt đầu. Một cái người phải tính cách rất là thể thao, chân dài hay ngắn gì cũng được, không có bánh bèo, cho nên là tùy các bạn mặc đồ như thế nào cho cái người đó. Miệng thì chắc phải luôn tươi cười, mắt chắc thì phải long lanh, có cái gì đó rất là sâu thẳm, có thể là thích ngắm hoàng hôn hay là cái gì đó, tại vì nhìn con cũng có những cái hơi sớn, hơi lãng mạn một chút, nên là phải biết ngắm hoàng hôn. Làm sao có thể vẽ được con mắt ngắm hoàng hôn anh? Khó quá. Tóc thì có thể là để ngang hoặc là dài cũng được. Có thể là cái người đó đang làm một cái gì đó rất là thể thao. Mũi đủ thở. Có răng không? Cười mà cười tươi chứ đừng có súng răng. Là phải thể thao, boss rất là thể thao, đang chơi một cái môn thể thao nào đó. Yêu cầu của anh Phúc Lĩnh là tóm gọn lại, một người con gái nhìn rất là thể thao, đang chơi thể thao nhưng đôi mắt ngắm hoàng hôn. Không biết có khó quá không? Khó lắm anh à. Hai bạn đang rất là miệt mài và không biết là kết quả hai bức tranh này sẽ như thế nào. Tuyệt vời. Vời hả? Tuyệt vời. Nếu như là SC thì SC sẽ vẽ cô gái đang bơi để đỡ phải vẽ những cái bộ phận khác. À vậy. Vẽ nước á. Và thời gian hết giờ. Những cô gái rất thể thao và cá tính mọi người ơi. Thúc Lĩnh còn thời gian suy nghĩ. Và trong thời gian suy nghĩ đó thì mời Thúc Lĩnh trở về vị trí của mình. Ở phần thử thách này, hai bạn ứng viên của đội ST sẽ lần lượt diễn tả câu ca dao tục ngữ, làm sao để cho ST hiểu và đoán được cái câu ca dao tục ngữ đó. Bạn sẵn sàng chưa? Xin được phép bắt đầu. Mười hai chữ. Em. Bay. Giải hả? Giải. Lượng sóng. Và yeah, thời gian đã kết thúc. Thân em như tấm lụa đảo hút bơi chở biết vào tay ai. Trò chơi của bạn tiếp theo bắt đầu. Đó, năng động quá nè. Cái gì? 8 chữ. Trời luôn gõ. Làm gì em? Xe chỉ luôn kim. Sỏ chỉ. May đồ. Mà dao đồ. Mà dao. À có câu mà sắc có ngày nên kim. Có kinh nghiệm từ cái dòng trước. Có kinh nghiệm. Chương trình sẽ cho SD một thời gian nữa để suy nghĩ, đưa ra quyết định của mình. Xin mời bạn về chỗ. Lại phải đắn đo rồi. Đến với phần trò chơi của đội anh Chí Thiện thì anh Chí Thiện sẽ là người diễn tả
những lời bài hát để cho hai bạn đoán. Nhưng anh không được dùng từ cùng lại với cái đáp án cũng như là những cái từ đồng nghĩa nha. Trò chơi bắt đầu. Bốn chữ. Tâm sự hai người đàn ông. Tâm sự. Hai chữ. Cái đó là cái bài đó Bình hát luôn. Tâm sự tuổi 30. Đúng chính xác. Yeah. Cái này 5 chữ. Nữa hả? Ở đây nè. Thiên đang làm gì? Phía sau một cô gái. Đúng luôn. 4 chữ. Ngắm hoa lãng mạn ơi. Wow. 5 chữ nha. Đi. Đúng. Cái chữ đó là chữ thứ hai á, còn cái chữ đầu tiên là em đi. Đi. Em đi chân cỏ non. Đúng rồi. Yeah. Cái này mới mệt nè. Mệt không? Vũ điệu hoang dã ha. Sao em nghĩ là được. Cái này vừa có chữ vừa có số luôn. Gọi là cái gì? Tóc dài. Cái người mà khác giới với anh mà tóc dài thiệt dài. Cô gái. Đúng rồi. Cô gái 1m52. Hết giờ. Qua cái phần trò chơi hấp dẫn như vậy á thì em nghĩ là anh cũng có được lựa chọn trong đầu mình rồi đúng không? Mời anh trở về ghế. Rồi, cảm ơn hai bạn. Thì luật chơi của đội anh Hiếu Nguyễn rất là đơn giản. Hai bạn sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho anh Hiếu Nguyễn và anh sẽ trả lời thật lòng câu hỏi đó. Và sau đó hai bạn sẽ nói lên cảm nghĩ của mình sau khi nghe câu trả lời của anh Hiếu Nguyễn. Trò chơi bắt đầu, xin mời bạn. Nếu mà vào một ngày đẹp trời á, em rủ anh đi trốn cùng em có đi không ạ? Đi trốn cùng em thì thực sự cái điều đấy rất là khó với anh. Bởi vì thứ nhất còn rất nhiều công việc ở Sài Gòn anh cần phải xử lý. Nhưng mà nếu mà đi chơi với em cùng một ngày thì biết đâu lại có thể. Chào anh, theo anh quan điểm thế nào về tình bạn khác giới? Và liệu trong những tình bạn khác giới đó có làm anh thay đổi cảm xúc nhất thời hay không? Tình bạn khác giới, nếu mà lúc đầu anh gặp thì đương nhiên anh sẽ có một cảm xúc nhất định. Nhưng mà nếu qua cái quá trình mà gần nhau chẳng hạn, hay là tiếp xúc với nhau, thì đôi khi cái tình bạn đó nó sẽ nảy nở sang một cái tình bạn, một cái nó tiến triển sang một cái loại tình khác. Vậy thì bây giờ mời bạn hãy đưa ra những suy nghĩ gì về anh Hiếu Nguyễn. Anh trả lời câu hỏi của em á, thì em cảm thấy anh làm anh đẹp trai, manly nè, và chín chắn nhưng mà cũng vô cùng tâm lý. Cảm ơn em. Mời nha. Qua câu trả lời của anh thì em ban đầu thì em nhận tượng với anh là người rất là sâu sắc, và những câu trả lời của anh làm cho em cảm giác tin tưởng khi nếu em có cơ hội được cùng làm bạn với anh. Em nghĩ anh Hiếu Nguyễn chắc phải cần có một thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình đúng không ạ? Vậy thì mời anh về ghế ạ. Cảm ơn hai bạn. Sau phần trò chơi thử thách đầy tiếng cười, đầy niềm vui thì bây giờ chúng ta phải bước vào vòng chọn lựa. Và đầu tiên đó là Thúc Lĩnh, bạn phải đưa ra quyết định chọn lựa còn một ứng viên duy nhất về đội mình. Thực ra sau khi hai cái vòng kia, vừa cái vòng hỏi với lại cái vòng vẽ đó, thì với Đại Hảo hiện chưa có đủ thời gian để mà nói, có vẻ là em cũng hơi trầm tính một chút, rất là trầm tính. Có thể là chưa phù hợp với anh lắm trong cái thời gian này. Những người trầm thì có thể là qua tin nhắn hay là như thế nào đó thì nó sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Chắc là em chọn bạn Loan hôm nay. Và xin mời Thúc Lĩnh và bạn Loan hãy hẹn ngay đi. Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn của đội ST. Thực ra thì ST thì dễ dàng quá. Cái trò chơi hồi nãy mọi người cũng đã thấy rất là rõ ràng rồi. Và ST nghĩ rằng là đó chỉ là những cái giây phút vui thôi. ST sẽ chọn bạn Phong. Chúc mừng Phong. Hãy hẹn ngay đi với ST. Bây giờ bắt đầu phần khó khăn gây cứng cho đội của bạn Chí Thiện. Đầu tiên thì ngày hôm nay phải cảm ơn chương trình Hẹn Ngay Đi. Rất là vui
cho Thiện có điều kiện gặp những cái bạn fan của mình. Hồi nãy ở phần thi mà hiểu ý Thiện thì nếu nói về fan hiểu ý thì thôi, Thiện chọn bạn Hoàng Kim. Chúc mừng Hoàng Kim hãy hẹn ngay đi với Chí Thiện. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn của anh Hiếu Nguyễn. Hai người ấy thì nhan sắc thì tương đồng, các bạn thể hiện cũng rất là hết mình. Nhưng mà có một sự khác biệt ở đây, bạn Mỹ Hương thì là một người rất là tự tin và đã có khá là nhiều cái kỹ năng sống ở trong người rồi. Còn bên cạnh là bạn Ngọc Nga, một cô gái đối ngược lại, đó là một cái người mà còn đang rụt rè và đang rất là cần những cái kỹ năng để có thể là diễn xuất ở trên sân khấu hay là những cái kinh nghiệm ở ngoài đời. Thì Hiếu nghĩ là Hiếu sẽ phù hợp với cả bạn Ngọc Nga hơn. Hiếu có thể truyền đạt lại được những gì mình đã trải qua và mình đã được học, kèm theo đó là một cái buổi đi chơi nhẹ nhàng. Chúc mừng bạn Nga. Hãy hẹn ngay đi với anh Hiếu Nguyễn. Sau 3 vòng chơi rất nhiều điều thú vị thì 4 vị khách mời chúng ta đã chọn được ứng viên xứng đáng về đội của mình. Xin chúc mừng 4 bạn ứng viên đã chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Và muốn biết cuộc hẹn hò của các khách mời cũng như là các ứng viên của chúng tôi như thế nào thì cũng hãy lên fanpage của chương trình Hẹn Ngay Đi để mà xem nhé. Chương trình Hẹn Ngay Đi do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được phát sóng trên kênh VTV3 lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương chương trình và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.